Đây là thang máy. Mình đi từ thang máy mình đi ra, mình sẽ đi vô đây. Nó sẽ có một cái cửa này. Cái cửa này là cửa sảnh dùng để chống ồn từ ngoài cái sảnh thang máy. Khi bạn đi vô trong cái sảnh này, cái tiếng ồn của thang máy nó sẽ mất đi. Ok, nhà của mình ở tuốt dưới kia. Và khi mà mình chọn một cái căn nhà mà nó nằm tuốt góc này á, nghĩa là mình hạn chế những cái tiếng ồn không đáng có. Rồi xuống đây. Đây bên ngoài có cái số ha. Rồi đây là bộ khóa. Hiện tại mình đang xài cái khóa là khóa cơ. Có khóa từ nữa nhưng mà mình chưa nhận được khóa từ. Ở đây có bộ chuông cửa, có camera. Ok, đi vô. Rồi, đi vô. Một căn nhà thô thì nó à không, chính xác nó không phải căn nhà thô. Nó là một căn nhà hoàn thiện cơ bản. Và bây giờ bạn nhận nhà xong, bạn phải trang trí nội thất cho nó. Hãy bắt đầu đi nào. Đây là một căn nhà có diện tích tầm khoảng 69 m² ở Vinhome Grand Park. Rồi cửa này thì là bằng gỗ ha. Khi mà mình mở cửa mình đi vô nhà, bây giờ đóng lại đi. Khi mà nhận nhà người ta để cho mình sẵn cái bảng thiết bị như thế này nè. Bắt đầu mình nhận nhà thì mình theo cái bảng danh sách này mà mình kiểm tra, ha. Bạn kiểm tra hết thì là xem như xong. Ở đây có một cái hệ CB tổng, một cái tủ điện chính xác là nó. Ở trong này có nhiều thứ bao gồm là men tổng nè, hệ thống chiếu sáng, chống rò, rồi ổ cắm điện, ổ cắm S2, rồi họ có đi sẵn dây bếp từ, rồi hai bình nước nóng và hệ thống máy lạnh. Cái màn hình này á là để hồi nãy bạn bấm chuông ngoài kia thì cái camera nó sẽ hiện hình bạn vô đây. Và cái màn hình này nó còn có tác dụng là nó gọi điện thoại, à không, một người là khách của bạn đến sẵn ở dưới lầu á, người ta sẽ hiện lên trên này và bạn có đồng ý bạn mời người đó vô hay không thì bạn sẽ active bằng cái màn hình này. Rồi căn nhà này mình nhận được thì đây là cửa, này là cửa gỗ. Kế bên có công tắc điện. Đương nhiên rồi, bạn đi về nhà thì bạn có công tắc điện ngay đây để bạn mở cửa, bạn mở đèn cho sáng. Khu vực này là khu vực bố trí dành cho bếp, do đó người ta đã để sẵn là ống nước hai cái lỗ này nè. Đây một bên nước nóng, một bên nước lạnh. Đấy. Ống thoát. Đây là dây đèn. Dây đèn này sẵn là dùng để cái bếp của bạn có đèn led để chiếu sáng thì bạn xài cái dây này. Ổ điện, dùng cho bạn xài cho bếp nè. Quy định trong chung cư là không được xài bếp ga bởi vì việc mà rò rỉ khí ga nó có thể gây nguy hiểm. Bên này cũng là một cái ổ điện nữa và thường thì cái vị trí này là chỗ cho tủ lạnh. Rồi, ở đây có thêm cái lỗ này là để bạn thiết kế cái bếp thì bạn sẽ bỏ cái lò nướng được bên dưới hoặc là bạn xài máy rửa chén nha. Ở đây có thêm cái này, đây là vị trí mà người ta đặt sẵn cái dây mà cái lõi nó lớn ấy, dành riêng cho máy máy gì ta, à không, bếp từ, xin lỗi mình quên mất, dành cho bếp từ. Rồi tiếp theo dây này là dành cho cái hello chào bạn, bạn là hỗ trợ đúng không? Ok, xin lỗi cho mình 5 phút. Cái dây này á là cho máy hút mùi và Vinhome người ta để sẵn cái hệ thống hút mùi ở trên cái trần đó. Bạn khoét cái lỗ bạn sẽ lấy được dây ống đi 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 tuốt ra ngoài này, nó sẽ có một cái vị trí chỗ này ha. Rồi đó thì cái hệ thống hút mùi á, nó sẽ hút mùi của cái nhà bếp nó ra ngoài này và cái ống hút mùi này nó cũng hút từ trong toilet đi ra luôn. Rồi hãy tiếp tục. Hồi nãy mình nói chưa hết chỗ này, đây là phòng khách ha. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này rồi mình đi vô. Đây, đi vô thì ở chỗ này nó có một cái khoảng tường lõm thì thường mình sẽ bố trí cái khu vực cho bàn ăn ở đó. Một cái điều không được hài lòng cho lắm đó là cái máy lạnh họ lại ráp lệch một bên. Lẽ ra nếu đặt ở vị trí ở giữa thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất là về mặt thị giác mình sẽ thấy là ok, cái máy lạnh nó ráp ở một vị trí cân đối. Mình sẽ đề nghị với bên chủ đầu tư xem có thể di dời nó được hay không. Rồi ở đây mình nhận thấy có một cái ổ điện nhỏ nhỏ ở đó, cũng chưa biết là thiết kế cái gì ở đây.
Ở đây thì có công tắc điện. Có thể là khi mà mình ngồi ở đây ở bàn ăn á, thì mình bấm cái công tắc này cho vị trí nào đó, mình chưa biết. Rồi, khu vực phòng khách, người ta bố trí sẵn cho mình cái ổ cắm điện và cái cáp tín hiệu cho TV, và có đèn này cho ban công. Ban công thì dùng cái hệ cửa là cửa nhôm khá dày và kính cường lực. Ok, đi ra ban công coi thử ha. Cái nhà này của mình thì ban công bề ngang chỗ này mình thấy là tầm khoảng 1 mét thôi, dài chắc khoảng 3 mét. Và cái lan can rất cao, mình cao 1m8 và cái lan can này nó cao ngang ngực mình rồi, mình nghĩ là nó đâu đó tầm khoảng 1m rưỡi. Thì cái ban công có cái lan can mà cao kiểu này đó, nó sẽ rất an toàn. Và bạn thấy nè, chỗ này nó thiết kế thẳng xuống để cho những đứa trẻ có hiếu động gì đó thì nó cũng không thể leo được. Ví dụ nó leo như vậy thì cái chân của nó không vô được ha. Ban công nhà mình thì dòm qua tòa nhà bên kia và cũng thấy được một góc sông. Bên dưới là khu sân vui chơi. Đấy, có sân tennis bên kia, có cả hồ bơi nữa kìa. Rồi ok, đi tiếp nào. Đóng lại. Một cái điều rất hài lòng của mình đó là chủ đầu tư cho mình cái máy lạnh LG Smart Inverter. Cái nhà này mình có được 3 cái máy lạnh, một cái ở phòng khách, 2 cái trong phòng ngủ. Rồi. Đây là khu vực cộng, nghĩa là nhà của mình á là có 2 phòng ngủ và cộng một, nghĩa là chỗ này bạn có thể bố trí một cái giường ngủ ở đây trong trường hợp bạn cần. Nhưng mà đối với mình thì mình là một người làm việc ở nhà, mình sẽ bố trí khu vực này đó là khu vực bàn làm việc. Rồi đây, rất nhiều bạn là sợ cái cửa này nó không an toàn bởi vì con nít nó leo lên nó té ra, nhưng mà cái cửa này dùng để bạn mở cửa bằng lấy ít gió thôi. Khoảng cách mà bạn có thể mở được là chưa đến gang tay. Nhưng mà nếu mà bạn có trẻ em ở nhà đó, thì cái cách mà giữ cho chúng nó an toàn nhất đó, là hãy giữ cho tụi nó luôn luôn trong tầm mắt của bạn. Rồi, hãy coi cái toilet này nè, mở cửa vô nè. Đây là một cái toilet gọi là tiêu chuẩn của Vinhome. Nó không quá lớn bởi vì nhà chung cư thì bạn không thể nào làm cái gì mà lớn được. Mức độ hoàn thiện, mặt bằng đá, chậu rửa đến từ Toto. Những thiết bị vệ sinh thì đến từ Toto cả. Bên trong này có một cái ổ điện có nắp để bạn xé tóc hoặc bạn sử dụng máy cạo râu. Có quạt hút mùi, và bên trong này là cái tấm đứng. Tấm đứng thì không có cái vách kính, mình sẽ phải làm thêm. Mình chưa biết là làm thêm thì nó có hợp lý hay không, bởi vì cái này mình thấy nó hơi nhỏ. Những thiết bị này cũng đến từ Toto. Ở đây nó có một cái hộp này là ở bên trên nó có một cái van tổng để bạn khóa cái hệ thống nước cho cái toilet này, và nó cũng là cái nơi mà chứa cái bồn máy nước nóng lạnh á. Cái nhà này thì họ không có cho cái máy nóng lạnh, bạn phải tự mua, bạn ráp vô thêm. Ngoài này thì nó cũng có một cái vị trí khoét trần chỗ này. Bạn mở cái này lên thì ở trên đó nó có cái vành nước tổng của cái nhà. Khi mà bạn đi đâu đó bạn có thể bạn khóa nước lại. Rồi, hãy đi vô trong phòng ngủ nào. Nhân tiện ở đây. Ở đây là cái loza, cái giống như là cái sân sâu của nhà vậy đó, nơi mà bạn để cái máy giặt. Nó khá là ồn bởi vì đang còn thi công. Đây, cái này là máy lạnh. Cái cục nóng nó bự vậy đó, bởi vì xài một cục nóng này nó hoạt động cho một cái đầu lạnh bên kia và một cái đầu lạnh của bên này. Đây, ở đây. Đấy, và thêm một cái nữa bên này. Đây là cái phòng ngủ dành cho trẻ em. Đây, chính xác rồi, mình gọi là phòng ngủ số 2 đi ha. Đây, cửa thì là cửa gỗ, sàn gỗ luôn, sơn màu trắng, và để sẵn cái khe này cho bạn, bạn ráp màn cửa nè. Có chỗ này là vòi phun nước chữa cháy, đây là hệ thống báo khói. Mức độ hoàn thiện thì mình cảm thấy là có thể chấp nhận được. Rồi đi qua đây, đây là phòng master, mình gọi là phòng master thôi nhưng mà đối với mình thì nó hơi nhỏ, nhưng mà tạm chấp nhận được.
phòng master có gì, có chỗ này là để tivi nè, rồi hệ thống điện, công tắc dành cho cái máy nóng lạnh, hệ thống điện ở đây tắt đây, máy lạnh ở kia, LG inverter. Rồi phòng master hơn cái phòng kia ở chỗ là nó có thêm cái toilet, vậy thôi. Đây toilet thì cũng tương tự như bên kia, thì bạc đá và những cái thiết bị vệ sinh đến từ Toto, cái mức độ hoàn thiện rất tốt và cũng không có cái vách kính cho cái tấm đứng, mình sẽ phải làm thêm. Đóng cửa lại xem nào. Ok, ở đây cũng có một cái chỗ để chứa cái van khóa nước tổng của riêng cái phòng tắm này thôi, nghĩa là cái nhà này người ta phân cái hệ thống nước ra thành ba cái van để khống chế, một van tổng cho nhà và mỗi cái toilet có thêm một van. Ok, rất tốt. Rồi đó các bạn, thì nãy giờ mình dắt các bạn đi xem một vòng của căn nhà mới của mình. Cái trần thì hơi thấp, tầm khoảng 2m6 thôi, nhưng mà mình thấy là ổn đó, đâu có vấn đề gì đâu. Rồi, ok, nhớ subscribe kênh của mình để nhận những video clip mới về cuộc sống ở Vinhome Grand Park quận 9. Ok, goodbye, đây là kênh Sống TV.